tác động giá sắt thép xây dựng đối với các công trình xây dựng dân dụng. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Trước tiên là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong các tháng đầu năm 2021 đến nay nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp và cá nhân giảm bớt khó khăn vượt qua đại dịch, Vietcombank đã tiếp tục áp dụng 3 đợt giảm lãi suất cho vay toàn bộ các đối tượng là các khách hàng. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cùng với giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng, chi nhánh Vietcombank Phú Hiến đã ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và các địa phương với tổng số tiền là 350 triệu đồng, trong đó ủng hộ theo thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là 260 triệu đồng. Ngoài ra, từ khi bùng phát dịch, chi nhánh đã ủng hộ 3 huyện Phù Cừ, Mỹ Hào, Khoái Châu, mỗi huyện 30 triệu đồng. Với phương châm đồng hành cùng chính phủ và cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh, Vietcombank miễn phí toàn bộ giao dịch chuyển tiền của khách hàng tới các tài khoản tiếp nhận của quỹ vaccine phòng dịch COVID-19. Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ, quảng bá nhãn và nông sản Hưng Yên trên thị trường trong và ngoài nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và tiêu thụ nhãn và nông sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021. Theo đó, để phù hợp với tình hình dịch bệnh và tăng cường hiệu quả quảng bá, hội nghị năm nay sẽ được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7. Địa điểm tổ chức trực tiếp tại trung tâm hội nghị tỉnh và dự kiến trực tuyến từ đây tới các điểm cầu tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn và 15 điểm cầu tại trung tâm VNPT của 15 tỉnh thành khác. Bên cạnh đó còn có các điểm cầu tại Trung Quốc, Nhật Bản và Úc. Với việc kết hợp các hình thức quảng bá như vậy, đây sẽ là dịp thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhà phân phối lớn, hệ thống siêu thị, thương lái trong và ngoài nước để tăng cường tiêu thụ nhãn và nông sản cho Hưng Yên. Nếu như ở tháng 5, giá vàng thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động, liên tục tăng thì sang đến đầu tháng 6, giá vàng đã có xu hướng ổn định hơn. Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6, giá vàng có giảm nhẹ, nhưng từ ngày 15 tháng 6, giá vàng tăng nhẹ và có xu hướng giữ giá trong những ngày gần đây. Theo khảo sát của nhóm phóng viên tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thành phố Hưng Yên, giá vàng trong vài tuần trở lại đây không có nhiều biến động. Kín vẫn giữ mức giá mua vào trên 52 triệu đồng một lượng và bán ra trên 53 triệu đồng một lượng. Chỉ từ đầu năm đến nay, giá sắt thép trong nước đã tăng cao khiến nhiều người xây nhà gặp khó khăn vì đội vốn. Nhiều chủ cửa hàng vật liệu và các nhà cai thầu xây dựng cũng lao đao. Tháng 4 vừa qua, giá sắt thép nhiều lần tăng với biên độ ngày càng lớn. Mức giá sắt thép hiện tại đã đạt từ 16 đến hơn 18 triệu đồng một tấn tùy loại, cao hơn thời điểm đầu năm khoảng 27% và cao hơn đến 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đến thời điểm này giá sắt thép đã giảm nhẹ, nhưng với việc biến động giá cả quá cao đã khiến nhiều chủ cửa hàng vật liệu xây dựng gặp khó khăn. Sắt lên thì nếu mà so với những năm trước là lên một gấp rưỡi. Khi mà mình nhận tiền đặt của dân ngày hôm nay mà chưa kịp chuyển tiền đi thì ngày mai sắt lên mà họ không báo trước. Nó là thiệt cho cả những đại lý và thiệt cho cả dân chứ. Theo các nhà thầu xây dựng, với nhà dân dụng thì thép cây tròn chiếm khoảng 10 đến 20% giá trị, với nhà xưởng sắt thép chiếm tới 25% đến 30%. Do đó nhà dân dụng thì chi phí tăng 15 đến 20%, còn nhà xưởng tăng cao hơn nữa. Điều này khiến các nhà cai thầu xây dựng cũng như các hộ dân đang xây dựng nhà lao đao. Nếu mà nhận chìa khóa giao tay thì giá sắt thép này lên thì kiểu gì cũng phải bù lỗ. Tôi dự kiến khoảng độ trên dưới 200, hai lần sắt thép, giờ nó lên khoảng độ 300, trên 300. Cũng cố gắng thôi, giảm không giảm được nữa rồi, vì nó cái khuôn khổ hết rồi. Bắt buộc gia đình phải vất vả vấn đề kinh tế để cho nó đủ diện tích. Việc giá thép tăng đột biến như hiện nay đã làm tăng giá thành xây dựng, tác động trực tiếp vào giá bán các sản phẩm bất động sản. Vì vậy, để ứng phó diễn biến khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất thép cần đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa công suất cung ứng cho thị trường, có biện pháp tiết giảm chi phí, phối hợp trong chuỗi cung ứng nhằm giảm giá thành để ổn định thị trường, tránh xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các ngân hàng Agribank chi nhánh Hưng Yên, Vietinbank chi nhánh Hưng Yên, Vietcombank chi nhánh Hưng Yên và BIDV chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.